chủ đề khoe cây. Đây là một cây găng vàng tu hú có lắc. Có lắc văn nhân. Đây là em Hải Châu. Đây là em Siro đang trái trên cây, đang ở chế độ nuôi tay cảnh nên là mình không có thời gian để cắt tỉa lá. Cái giống này là phải lặt những cái lá già đi thì là nó sẽ kích thích nó ra trái, chưa có thời gian. Gốc lắc đẹp to. Khế rừng. Các em khế rừng. Đun dục củ vệ. Đây là em xăm núi. Chân rễ quái. Đây. Lắc chưa, chân đủ dài chưa, đây. Tay cành mọc dài này mà chưa có thời gian làm. Đấy. Mai mình sẽ xử lý cái cây sam núi này nhé, đây cây sam bông. Đây, kim quýt đây quái. Quyết à. Hàng tương lai đấy. Tám này đánh cái tay răng này. Đấy, xem núi trái đây. Thuần trọng. Cắt giật lâu lắm. Đây là những cây sam, đây là sam núi khai thác nhé. Đây là sam núi công nghiệp. Cái dòng công nghiệp thì nó là siêu hoa siêu trái quanh năm. Các bạn nhìn thấy trái không? Trái rất nhiều luôn. Bạch sơn liễu. Mình mới mua được cây sơn liễu này nhưng mà hoa nó màu đỏ nhá, không phải hoa màu trắng. Đang ươm dưới nhà. Đây, cây dúi lắc văn nhân này. Để nuôi được một nước kẽm. Cái chốt này bằng cái đũa ăn cơm. Phía sau. Tay sau. Đợi những cái tán này nó mọc ra là bắt đầu là mình sẽ định hình tiếp để hoàn thiện. Một em dúi con lắc dễ quái con lắc kìa. Thiếu quá khó tìm. Đây chòi mồi này. Chòi mồi nó dài nhá. Trà phúc kiến. Đây là siêu phẩm có lắc văn nhân. Trà phúc kiến. Cây đang cho hoa trái nhá. Bắt đầu có hoa trái. Hồng ngọc mai ôm đá tùng. Đây. Tác phẩm tùng na hán. Tay cành lắc rất dẻo.
Châu. Đây là một em sam lũ trái. Đấy, sáng nay mình mới review vào kẽm cho em đó. Đây là em Tùng La Hán Đao Văn Nhân. Thân nắc rất đẹp. Đấy, tao gai nghìn quả đấy. Đấy. Mình vào kẽm được một tháng rồi. Bây giờ bắt đầu nó mới nứt mầm mới. Trong này một gốc cây Hải Châu Lắc. Dòng này là siêu hoa siêu trái nhé. Dòng này là nó là dòng siêu hoa trái. Mỗi một lách lá ra là nó ra hoa. Đang ở chế độ nuôi tay tán. Sam trái ở dưới này rất nhiều. Sam trái mini đã có hoa luôn, hoa trái sắp sửa. Đấy, đây thêm một cây táo gai nghìn quả, táo trường thọ này. Đấy, cái thân này thân lũa. Sau này mình sẽ đánh lũa cái thân này. Đấy, anh em đam mê bonsai thích dòng cây là cứ alo cho mình. Dưới này mình còn một cái sam bông, sam núi bông già lắm à. Cây này trúc lâm à. Đấy, Lắc Văn Nhân, chuẩn dáng Văn Nhân luôn đấy. Đấy, anh em là thích sam bông Văn Nhân. Đây, mình sẽ nhượng lại cho để anh em sưu tầm chưa. Đây cây kim quýt. Cái phôi này cái tán nó rất là đẹp, nó dày rồi, dày tay tán rồi, nhưng mà nó lại cái thân của nó lại hơi cứng, nó không được mềm mại. Nhưng mà được cái tay tán thì rất là ok rồi. Nằm ở trong một cái chậu lục rác cao 30 lọt lòng 25. Đấy, anh em nào thích dòng nào thì cứ liên hệ mình nhé, sẽ chia sẻ cho anh em giá hợp lý để em chơi nhé.